xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh ẩm thực và du lịch. Hiện tại thì Phương đang có mặt ở trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Thì Phương thấy một bà ngoại đang ngồi nướng bánh chuối á mọi người. Thì Phương mới dừng lại để nghe thơm lắm, cho nên là Phương dừng lại để lại hỏi thăm cái món bánh chuối của ngoại như thế nào mà nghe chạy ngang là nghe thơm phức luôn á, cũng như là Phương xem ngoại bán như thế nào để Phương chia sẻ cho cả nhà nha cả nhà. Con chào ngoại nha. Con đi ngang con nghe cái mùi này thơm quá. Mùi thơm quá à. Ngoại bán ở đây lâu chưa? 30 mấy năm rồi cô. 30 mấy năm bán bánh chuối này á hả? Bà bán ngồi tại đây 30 mấy năm. Ngoại bán bánh hả con? Dạ. Con thấy bánh này là ai nữa? Một cái hả? Dạ, chứ mà bán nào? Không, ý như bà nói một cái là 7 ngàn. Không dạ rồi sao? Dạ rồi, lấy con cái đi con. Một cái 7 ngàn hả ngoại? Dạ. Giòn có, mềm có hả? Hay là mềm, cái này là mình cái chưa nướng ra. Nó tiếng chưa nướng nhưng mà chuối nó sấy rồi cháu. Dạ, là ai muốn ăn mềm ăn, à, ai muốn, ai, ai muốn ăn dẻo ăn, ai muốn ăn giòn ăn. Dạ. Không, mà lấy cho con cái cứng với cái mềm đi. Dạ. Mình bán ở đây là 30 mấy năm. À, rồi. Còn gì bán chỗ khác rồi riêng nữa đó. Là ngồi ở đây không? Ngồi đây không là 30 mấy năm á. Để Phương lục địa chỉ cho mọi người nghe nha. Nè. Rồi đứng ở thì cái địa chỉ mấy cho cô bà? 68. Dạ. 68. Nguyễn Đình Chiểu. 68 Nguyễn Đình Chiểu. À. Dạ. Bà ngồi ở đây là 68 Nguyễn Đình Chiểu nha cả nhà. Đây là bà bán chuối nướng. Là một cái như vậy là một cái nha, một cái là 7 ngàn. Trong thì 5 cái là 35. Đây trong bịch này là 5 cái 35 ngàn. Bà bán ở đây là ba mấy năm rồi. Ồ ghê thiệt á. Ai này ba mấy năm là ngồi một chỗ này không đó mọi người? Ngồi này không đó con. Cho con hỏi hơn 50 chứ, cho con hỏi bao nhiêu tuổi? 65 con. 65 là bạn bán từ hồi trẻ, bạn ngồi từ con ngồi con trẻ. Em ăn ngon không? Ngon không? Dạ ngon chứ chị. Trước bà... đầu tiên là bà bán ở trong xã thú. Đầu tiên là bán xã thú. Bán sở thú rồi cái sau cái bắt đầu nó có siêu thị được 3 tháng 2 á, Cướp Mát, Đoàn Gia Phúc, Ngọc Loan với một cái nữa đường đường Cách Mạng tháng 8 mà gì không biết, đã bán dài dài đó đó. À, mình ngồi ở đây không là bao lâu rồi? 30 mấy năm. Ngồi ở đây không là 30 mấy năm, chưa kể là đi vòng bên kia. À, chưa kể vòng vòng kia rồi hội chợ. Hội chợ hồi nhỏ lớn bà chưa biết Quang Trung mà bà lên Quang Trung và bán hội chợ trên đó đó. Hội chợ Hoàng Hóa Thụ, Tao Đàn, ở đâu cũng có bà hết. À, sao bà cũng đi tới đó. À, chợ Tân Định bà gánh xuống Sài Gòn bà bán. Là cái này là mình chuối xem hay là chuối gì bà? Bà người Nam bà chỉ biết kêu chuối xứ thôi. Mình chuối xứ là chuối gì ta? Chuối xứ chuối người ta hay cúng rồi đó. À chú xem á. À không, dạ. bà kêu chú xứ. Con thì ở dưới miền Tây con kêu là chú xem. À đúng rồi, đúng chú rồi. Mà hay nấu cái chè. À đúng rồi. Chú chân. Là cái chuối này nó thịnh hành hơn. Dạ. Đây là gọi là chú xem á mọi người. Này chú xem là tự làm luôn hả bà? Không, bà lãnh. Cũng như là mình lấy lại của người ta. Chứ bà ở phòng trọ già đâu có biết làm này. Trời ơi, vô chừng lắm con ơi. Có khi được 5-60 miếng rồi 4-5, ý 3-40 miếng. Mười mấy miếng vô chừng, vô chiều giờ bà xuống 3 giờ mà tới giờ bà mới bán có 7 miếng chuối. Nó vô chừng lắm. Vậy hả? Là hôm nay là lại đi, ngày nào cũng ngồi 3 giờ. À, 3 giờ ngồi tới 8 giờ tới. 3 giờ tới 8 giờ, ngày nào cũng vậy. Ngày nào cũng vậy. Dạ. Mưa thì bà vô trong bãi xe bà ngồi. Dạ. Là bà ngồi bà bán ở cái số 88 Nguyễn Đình Chiểu nha mọi người. 180
180. Ý, dạ. 168. Dạ Phương xin lỗi, là 168 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6 quận 3. Phải phường 6 không? Đúng đúng là phường 6, phường 6. Dạ. Phường 6 quận 3 thì bà bán từ 3 giờ tới 8 giờ rồi nha cả nhà. Ai mà thèm bánh chuối thời thời dạ này là tuổi thơ á. Thời của tuổi thơ thì có thể ra kiếm bà nha. Bà tên gì? Dạ dạ. Dạ. Kêu bà bánh chuối đi. Bánh chuối hả? À bà bánh chuối đi. Bà bánh chuối. Bà kêu gọi bà là bà bánh chuối nha cả nhà. Bán gì kìa? Đây là con có mua, con mua thử một cái giòn với một cái mềm nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho nêu cảm nhận cho mọi người nha. Em ăn thấy ngon không? Em làm trong này hả? Không, em đi khảo sát thực tế. Rồi sao biết được cái chỗ của bà ngồi vậy? Không, tại lúc trước em học ở trên đường trên này, em cũng hay trên đường về, em cũng hay ghé. Ghé đây ăn hoài luôn hả? Đây này cả nhà, bây giờ Phương sẽ thử một cái mềm, cái bánh mềm trước. Bánh dẻo chứ. Đây là bà bán loại dẻo với loại giòn, ai muốn ăn gì ăn, một cái đều 7.000 hết nha. Đây nè, mời mọi người nha. Con nghe thơm quá chừng, thơm phức luôn á. Ăn cái này nhớ lại hồi còn nhỏ đó. Đúng rồi, ngon lắm mọi người ơi. Cái mềm là nó dẻo dẻo nè, nó vừa dẻo nè rồi thơm rồi ngọt nữa. Nó ngọt mà nó ngọt vừa phải chứ không phải là nó ngọt gắt đâu nha. Có gì nướng cho con thử cái giòn. Cái giòn. Đang ăn cái dẻo hả? Dạ. Giòn. Ủa? Con cá hồi nãy bày đó. Cái này hả? Dạ. Rồi bà nướng cái dẻo con ha. Nó hơi hơi cho nó nóng con ăn ha. Ủa hồi mấy bà lấy cho con là cái dẻo hả? Không, nãy bà lấy cái nướng rồi giòn. Ừ, được hả? Ừ, và con ăn giòn hay dẻo nè. Lấy cho con cái giòn. Cái giòn nãy rồi. Con ăn hết thì lấy cái này nè. Mua về nhà tối để dành ăn tiếp. Ăn coi phim cho pháp cho nó vui thôi. Đúng rồi, ngồi coi tivi á. Mình ăn cái nói chuyện nữa vui, ngồi không nó cũng. Rồi, bán ba mươi mấy năm mà chưa kể ngồi những đi cái đoạn đường khác đó nha cả nhà. Ngồi ra chỗ Nguyễn Đình Chiểu này là ba mấy năm rồi đó. Mà hôm nay là dọn ra từ nãy giờ mà bán được mới có 7 cái à. Buôn bán tùy theo chứ hồi đó nó còn hồi xưa bán này đắt lắm. Bây giờ nó ra bánh tây, bánh u đồ ngon. Dạ. Rồi cái này cũng ăn quá. Với lại nhiều người thấy mình bán à, người ta cũng ra. Chứ không phải người ta ăn quá rồi làm gì ngán. Người ta ăn cũng khác chứ hồi xưa bán này đắt. Không, nhưng mà cái này con bảo đảm là ăn không có ngán đâu. Tại vì mình ăn là nó đỡ buồn miệng nè. Thứ hai nữa là nó ngót ngót, cái kiểu nó dễ chịu lắm, không có ngán. Chứ hồi xưa bán này đắt lắm cháu ơi. Dạ. Ủa vậy là cái ngày mà bà bán bị ế nhất á là bao nhiêu cái? 4-5 cái con. Tháng ngày mưa là... rồi. Bà nói con là buôn bán mình không có nói được. Là gọi là cái ngày mà bán thấp nhất luôn là có 4-5 cái. Đó chứ mấy bữa mà trời mưa đó, mấy dạ, bữa. Dạ, nói chung là mưa mình đâu nói được. Dạ. Mấy bữa con biết không, vừa xuống đây là mưa. Trời ơi mưa rồi, không vô bãi xe đã ngồi viết đây nè con. Ngồi viết. Bà lấy con nha. Dạ, dạ bà lấy. Để con xé một cái giòn con ăn thử cái giòn nha. Bây giờ tới mình ăn tiếp theo là cái giòn nè mọi người. Hồi nãy ăn cái dẻo. Nói chung là cái giòn với cái dẻo cái nào cũng ngon á. Mà mỗi người ý thích con. Người thích giòn. Em thích giòn hơn. Đúng rồi, giòn thì nó nhai nó có nó có cái độ xốp hơn chút xíu. Cái mà dẻo thì ăn hơi dính răng. À. Bởi vì bà nó. Nhưng mà cái nào cũng ngon á cả nhà ơi. Thật sự luôn. Cái này con nít cũng thích, người lớn cũng thích nữa. Ai có đi ngang đường Nguyễn Đình Chiểu mình ghé ủng hộ
cho bà bánh chuối, bà kêu là kêu bà bánh chuối nha. Kêu bà bánh chuối cho nó dễ chứ. Ghé ủng hộ cho bà một cái bánh chuối nha cả nhà. Hồi chiều giờ bữa nay bán dọn ra từ 3 giờ tới giờ mà bán được có 7 cái. Còn 2 cái nữa, 9 cái. 9 cái. Em này 2 cái nữa, 11 cái. Buôn bán thì mình không có nói được con. Dạ. Bữa nào bán được thì mừng, bữa nào bán. Cái tháng này cũng mưa gió không biết không. Hiểu rồi, bà ở chợ không? Bà ở xa không? Hả? Bà ở chợ gần đây không? Bà ở chợ Lý Chiến Thắng hẻm sau tôi vậy ta. Mình ở bên đó nhiêu tháng bà? 7 triệu con. Bà ở mình hả? Bà ở với mình là với đứa cháu ngoại mà học lớp 4. Ở với một đứa cháu ngoại không à? À. Học lớp 4. Rồi ai giữ cháu à? Rồi bà đi bán thì bà gửi bên nhà bà con coi cháu giùm. Thế bà không dắt bé ra đây luôn? Hồi nhỏ nó đi bán ở đây rồi bà. Mới có 1 tuổi á, học lớp 2 rồi cũng còn bà rước ra đây luôn á. Rồi giờ cũng như nó lớn rồi, nó đi theo ngoại buồn quá. Tội nghiệp lắm con, hồi đó bà đi bán ở chợ Tàu Đàn nè, rồi ở dưới Tàu Đàn là cái công viên gì nữa đó con. 23 tháng 9 và dưới nữa cái công viên nữa. Công viên 23 tháng 9 đây, nó ở dưới này, nằm đó đó. Nó cũng đường dài á, nó nằm gần trạm xe tu bích rồi á, ra vô á. Tụi nghiệp bà dắt nó xuống nó đi bán, con biết không, trời đi xe bích cái người ta nói bà ơi nguy hiểm, cái thời đó bắt cắp con nít đó mà bà dắt nó đi cái con không biết xuống, bà ngồi đây nè, bà lấy sợi dây bà buộc cái tay nó với tay bà, tay này sợ bắt cóc hả? Ừ, thời gian nó lên xe tu bích người ta nói cho bà không kiếm người, bà gửi. Trời ơi, xuống công viên rồi nó đủ thành phần hết mà thời gian nó bắt cắt nước, bắt nước. Nói thiệt con ơi, tại vì biết sao nói tụi con như bà vô cướp, con chết sớm nó để lại nuôi. À, con bà mất rồi hả? À. À, cháu hiện tại là cháu nội? Cháu ngoại. Có 2 đứa con mất hết, chết hết rồi. Ủa rồi giờ rồi bà ở với cháu ngoại vậy thôi, còn à, ông xã? Chồng thì lấy chồng được 16 năm mà chồng chết. À, rồi nói chung giờ ở mình với cháu ngoại. Rồi đứa con trai thì mất, con nó mới có 4 tháng. Để rồi lại mình bán vậy thì có đủ tiền. Này rồi đứa cháu nội nó ở với bà được, con dâu với đứa cháu nội ở với bà được 2 năm. Giáp năm con gì 2 năm nó ẩm gì quê Sóc Trăng, nó bước thêm bước nữa, nó giao cho bà ngoại nó nuôi, mẹ nó nuôi. Rồi cái năm sau cái con gái bà mới mất, mà để lại đứa cháu ngoại được gần 4 tuổi, 3 tuổi rưỡi. Và bây giờ là bà, hiện tại giờ là bà nuôi đứa cháu ngoại. Nói chung là bà bán này đủ cháu ăn thôi, còn bà ăn là bà này đồ kia cũng như đồ ăn còn phải cho. Rồi quê mình ở đâu bà? Quê bà khổ con ở dưới Cần Giờ. Hồi xưa là đi phá rừng làm ruộng á, là cha với mẹ. 60 mấy tuổi chắc con kêu bằng cô thôi ha, chứ đâu tên kêu bà dữ vậy. Kệ kêu gì kêu con, bà không có. Thì con kêu là bà bánh, dân giới thiệu là bà bánh chuối ha, còn nhưng mà con kêu bằng cô thôi. Dạ. Mình nướng vậy là mình phải quạt suốt vậy đó hả con? À, phải quạt suốt vậy nè con. Chứ sợ nó khét ha. Cái thang, cái lò thang này chắc cũng lâu lắm luôn rồi nè. Lâu lắm rồi con, nó lủng nè, bà phải lót á. Không, con nhìn nó kiểu như hồi xưa á, hồi xưa tới giờ hả? À, thế đó, cái này là hồi cái đó con là con cũng thấy má của má con ở dưới quê đồng cũng cơ. Có nữa. Cái này là cũng như hồi xưa là đồ cổ đó. Quyện mình đi gạch đánh giặc á. Này tiện lắm con, đã gài lại đó, con kho con nấu gì cũng được. Cái này là đồ cổ đó cả nhà. Cái này nhiều khi mà có tiền con mua không có. Đúng rồi. Không thiệt. Giờ đồ cổ thì cái này mà nhiều khi bằng gan, bằng đồng, bằng gì là bán là tiền không á. Tiền không mà cái không này là
cái này là loại xấu, còn loại kia nó tốt nữa, con biết nó bạc, nó bạc bạc đầu bạc đầu, cũng như đưa nó không phải là nó bạc, nhưng mà làm như là bằng bạc bằng nhì á, nó dạ. Bạc bạc đẹp lắm. À, cô biết cái bằng ủi của con gà không? Biết ủi than. Cái đó bằng ủi đó, nhưng mà con gà mà dạng như cái đồng thiệt đó nha. Ồ, tiền không luôn. Dạ. Cái đó bằng ủi than con gà đó. Dạ. Giờ ít bây giờ kiếm không có. À, giờ giờ không có luôn rồi. À, em biết cái đó không? Biết, trời bố mẹ em vẫn có xài mà. Cái này là con biết rồi đây. Chiên xào nấu gì kho nấu canh được rồi, cái nắp đó con lật qua nó ngăn cho mình nắm kéo vậy không, bên với tỷ con để chiên cá rồi bên đây kho hay gì vậy? Ý cái nắp con lật ra bút đồ ăn. À, cái này là nướng là phải chở xuống vậy nè cả nhà, vừa chở vừa quạt. Cái này mà có khi có tiền con đi kiếm không có đó. Không bà nói thiệt không thì con thấy là nhìn con nhớ lại ngày xưa ở dưới quê người ta hay xài. Thời bố mẹ con thì còn may mắn được chứ à. Giờ thời nay thì chẳng biết luôn, con thấy chẳng biết nữa không. À rồi bà cảm ơn con, cảm ơn em nha. Thật sự là ngon dữ lắm nha mọi người. Ai có đi ngang đường Nguyễn Đình Chiểu ngay chỗ 168 á, mọi người ghé ủng hộ cho cô gọi là bà bánh chuối. Ghé ủng hộ cho cô vài cái bánh nha mọi người. Này là 7.000 một cái nè, 7.000 cái vậy nè đó. Ăn thật sự là không có 7.000 là không có phí tiền đâu cả nhà, thật sự là rất là ngon. Đặc biệt là khi mà mình ngồi mình coi YouTube rồi đó, là mình ngồi mình vừa coi vừa ăn là đúng bài luôn á. Bà bán ở đây, cô bán ở đây là từ 3 giờ chiều cho tới 8 giờ tối thôi nha cả nhà, cho nên là cứ tranh thủ mình xuống mình thưởng thức cái bánh bánh chuối nướng nha. Ba mươi mấy năm rồi đó. Cả nhà ơi, cô đi bán này là cô đem theo cơm ra đây ăn nè cả nhà. Cơm còn nước vệ sinh. Dạ. Nước vệ sinh. Nhưng mà 3 giờ mình ăn cơm, sao mình không ăn cơm rồi mình hả đi ra đây cô? Hả? Sao mình không ăn cơm ở nhà đó rồi mình hả đi ra đây? Đúng rồi, cái con biết sao không? Khoảng như 4 giờ mấy 5 giờ vô chừng. Bà phải 3 giờ không được xuống đây, bà phải ăn rồi đặng bà uống thuốc uống men đó, à. Nè, đó rồi người ta cho hộp cháo nè, đi ngang ta cho hộp cháo. Dạ. Lát ăn nữa con gửi tiền luôn nha. À. Con quên à. Thói lại không? Dạ không rồi. Cô cảm ơn cháo nha. Dạ. Thấy thương lắm mọi người ơi, cô 60 mấy tuổi nhưng mà do là tóc bạc trắng hết á, cho nên là hồi nãy từ xa con tưởng đâu là con, cho nên lại con kêu cô là bà ngoại đó, với lại cô bịt khẩu trang á, cái cho nên con thấy tóc bạc trắng hết nè, mình cứ nghĩ là lớn tuổi rồi cho nên mình kêu bà ngoại, cho nên thật sự cô mới có 60 mấy tuổi thôi cả nhà. Do cô ngồi đi buôn bán ở ngoài đường nhìn lâu ngày á, với lại lo lắng cho đứa cháu ngoại nữa, cho nên là cô thấy cái tóc của cô nó trắng hết trơn. Thì một lần nữa Hương xin nhắc lại cái địa chỉ của cô, mọi người có đi ngang cái đường Nguyễn Đình Chiểu thì mình có thể mình ghé ủng hộ cho cô một cái bánh chuối nha cả nhà. Địa chỉ của cô là 168 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3. Chứ mình cứ đi tới đây là mình thấy ngay cái siêu thị, cái cổng sau của cái siêu thị cấp mắt là cô đang ngồi cái chỗ cái góc này nha cả nhà, dễ tìm lắm. Cô ơi, con chúc cho cô bán thật nhiều bánh nha, mỗi ngày là càng ngày càng đắt nha. Dạ. Con cô cũng cảm ơn cháu nha. Dạ. Bữa nào con đi ngang đây là con sẽ ghé con mua nữa, con thích ăn cái này lắm. À,
Thì con cũng xin phép cô con đi nha. À rồi đi con. Dạ, để chúc cô thật nhiều sức khỏe. Bán cái món bánh của thời tuổi thơ của tụi con tụi cháu phải không? Dạ. Dạ con xin phép cô ha. À rồi cảm ơn cháu nha. Dạ.